giờ Thúy cùng với gia đình sẽ đi ra ngoài để đi tản bộ cũng như là đi hái rau rừng, và mọi người hãy cùng theo dõi với gia đình mình nha. Trời ơi, cây cỏ gì mà cao ngút ngàn luôn, thấy rau nó chỗ nào mà mọc mà hái đi trời. Kiki không vô trong à con? Không vô trong à? Mami vô nha. Ồ, chim rồi nó hót té lẻ túa lũa, rất chi là hấp dẫn. Này, Nikki cũng đòi vô trong rồi. Nikki đòi vô trong. Ta thì ba không có muốn dẫn Nikki vô, sợ Nikki bị phỏng da rồi ngứa rồi khóc nữa. Nhưng mà cuối cùng là cũng bị Nikki thuyết phục. Ba má chồng mình, trời ơi. Đây, mami ima nos. Imam nożyce. Đây, đây, đây. Zapowiadaj. Dobre. Ê, má chồng của mình đưa cho mình cái bị với lại một cái kéo. Cái rau này nó ngứa lắm cho nên là phải thủ hàng sẵn, chứ không là một lát nữa cái tay của mình nó giống như bị phỏng thật luôn á. Mamo no segane muje raspira kade skriver kade sto lista tova nena li ili tova skriver. Ne zemi pak i nego nema značenje. Ili jade. To pa se što je mekičko. Hasta go sobrat tre. И какво то е куприва? А, скаприва? И куприва е това. Đây đây, má chồng mình chỉ là cái rau này rau tầm mang nha. Scoop River nha cả nhà. Má mô nô gleda nê sơ stu predi nà lý. Sơ stu tu mô nô gô... Ê, mi pô rác nê sơ listat. À, da. Predi po mau cô y... Ê, mi da. Po krask. Đây, má chồng mình đang hái nè cả nhà. Víš si ga, etu ka vav stavite. Da, da. Израснала прясна куприва. Ето. Да. В ставичките. А? Клейде, кане. Така. Ой, má chồng mình hái thon thoát luôn. Mà ba má chồng mình hái bằng tay cả nhà, hái bằng cái tay này, không bằng kéo. Của mình là xài kéo tại vì nó ngứa quá, nó phỏng, nó rác quá, chịu không nổi. Còn ba má chồng mình gọi là siêu cực phẩm, siêu giỏi luôn á. Sử dụng tay mà ngắt luôn, không bị sao hết trơn á. Là nó chỉ thấy trên cái đầu ngón tay là bị nổi châm kim mà nó phỏng sưng to lên thôi. Đó, nhưng mà họ bảo ngứa một hồi cái nó hết à. Còn mình sao mình ngồi mình gãi cả ngày luôn á, cho nên là mình phải xài hàng, xài kéo. Mà xài kéo nãy giờ đi sờ quần lo nói lo quay không, cũng không có được một cái cọng rau nữa đó. Rồi đây phát hiện ra mọi nhà, mọi người ơi. Đây, cái rau này nha cả nhà. À, cái này rau nè, ở trong thế này nè. À, là đợt này là mình không có nhận ra cái rau này cả nhà. Tại vì đợt trước á là cái rau nó to gấp đôi này nè, mà nó hình trái tim nha. Mà bây giờ sao cái rau của nó dài ngoằng như thế này, cho nên là mình không nhận ra, cho nên mỗi lần là muốn cắt như thế này là phải hỏi má chồng mình cho thật kỹ, chứ không lần hồi hái rau dại và ăn nữa. Nên bây giờ phải cho cái bị vô trong thế này nè, đó vậy rồi cắt. Đấy. Đó, cuối cùng xong. Lấy mỗi cái đọt thôi cả nhà, cái đọt ăn cho nó chất dinh dưỡng. Rồi xong cả nhà. Hồi nãy giờ chiến tích của em là hái được một cái cọng rau nãy phi cho cả nhà cùng xem á. Rồi bây giờ má chồng kêu là chỗ này hết rồi, không còn chỗ nào, bây giờ đi chỗ khác. Mà cái rừng này rộng lắm cả nhà. Gia đình mình phát hiện ra hai địa điểm là cái chỗ này với một địa điểm nữa có cái rau này, cho nên bây giờ là sẽ qua cái địa điểm bên kia. Chiến tích nãy giờ được cọng rau nè cả nhà. Nguyên cái bịch ta đùng được cọng rau nè. Nên bây giờ là đi chỗ khác mới cắt được có cọng rau, giúp được nhiêu đó. Lo nói lo quay không. Bây giờ đi ra. Trời. Но от мисли тук може би има друго чове дойде, защото със той улица, нали мам? Да. Да. Mình nói với mẹ chồng mình là cái chỗ này hình như là cách đây vài tiếng hoặc là hôm qua đã có người đi vào hái cái rau này rồi cả nhà. Tại mọi người có thể thấy có một cái lối đi nè, tạo thành cái lối đi nè. Tại cỏ nó bị sạp xuống hết rồi nè. Đó, cho nên là đoán là người ta cũng đã từng vào trong này là hái cái rau này rồi. Chính vì vậy là hôm nay là gia đình mình cũng vào để hái mà cũng không có gì đã hái hết cả nhà. Người ta hái hết trơn rồi. Ôi. Giờ lấy cái kéo hất cái này qua chứ. Ui. Cây cỏ quá trời luôn nè cả nhà. Đạp xuống. Đi hái rau rừng. Không nhưng mà hái thấy nó Y mắm ấm. Dobre. Mẹ chồng kêu qua hái bên đó có. Con ít. Có nhiều xài nhiều hái nhiều kia. Coi má chồng mình hái nãy giờ rồi. Đây. Được nửa bịch rồi thấy chưa?
Mình nãy giờ được có một cộng duy nhất. À, ima. Tova na limam. Tova na discovery và na li. Đây, mình sẽ cắt cái này được cộng thứ hai. À, ở đây có mấy cái đọt non non nhỏ nhỏ nè. Mình cắt luôn cả nhà. Như vậy mấy cái đọt như thế này nè ăn nó nhiều chất dinh dưỡng. Còn cái lá mấy cái lá già già này thì mình hái cũng được nhưng mà ăn nó bị sơ lắm, nó không có ngon. Đó, bây giờ là cơ cái bị vô rồi hái. Mình cắt. Đây. Đó. Rồi cái này cái gai mà mình né rồi nhưng mà bỏ mấy cái gai nó nhỏ nhỏ á. Nó dâm vào trong tay á, cực kỳ là ngứa luôn. Đấy. Tukai ima. Đây. Ono dou. Mấy chồng mình kêu anh xã mình với ba chồng mình quay lại chứ không có ra xe. Quay lại xuống này hái tại dưới này có thêm một ít rau nữa đó. Ba uống. Mà trước khi hái đập gì nha, để cho mấy cái con côn trùng hoặc là gì đó nó trứng sâu trứng gì nó bị rơi ra. Để lát về mình rửa đỡ khổ, chứ không là mình rửa về mất công rau rác cộng rồi cỏ hay cái gì đó. Nó khổ mình nữa. Ấy trên cái rau này nó có gai nhỏ nhỏ nè. À mấy cái gai tơ nhỏ nhỏ nè, rất chi là ngứa luôn. Cái này mà hái bằng tay hả là bấm vào trong cái tay cực kỳ là ngứa và phỏng, cảm thấy phỏng là rát luôn đó, đỏ luôn đó. Ba má chồng của mình đi thẳng xuống phía dưới kia rồi. Mình cũng đi theo xuống. À, bên này cũng có ít nữa nè. Đây mình kiếm chỗ mình hái phụ chứ. Nãy giờ là toàn nói không mà hái được có mấy cọng chứ nhiêu. Това към 200. Сигурно. За една баница. Може да направим баница. Да. Уа, много хубаво пе. Хубава прясна коприва. Виж тук как израснало ново. Ето, това е ново. Ето, това също е ново. Ага. Виж как от коляното. Да. Как се казваше на английски коляно? Знам, мамо. От едно са две, три, четири. Има още. Ето това, да. Ето, виж и тук, виж тук най-добре се вижда. Ето тук. Да. Това е още на мама. Да. Има две. Да. Мамо, ти не сърби? Сърби, нали? Какво да направим? Нали трябва да го съберем? Nãy giờ là hái cũng được một ít, đây là thành quả của mình này cả nhà, được nhúm nhiêu đây, chút xíu hà. Đó, nói chung thì có còn hơn không, còn mấy chồng của mình là phải gấp 10 lần như thế này nha cả nhà. À, bây giờ là sẽ đi qua một cái địa điểm khác, địa điểm thứ hai hồi nãy Thúy đã nói á. Đó, mình coi thử là nó có thêm cái rau tầm me này không thì mình hái thêm. Cái rau này ăn cực kỳ rất tốt cho sức khỏe luôn. À, nói chung là bây giờ là sẽ lên xe và đi qua địa điểm thứ hai nha. Ôi, trong giày nó dính cái gì, cái gai gì trong này nè cả nhà ơi. Ui, đi cực kỳ đau luôn. Gỡ nó ra. Đấy, chui trong bộ trong rậm giày rồi. Ui, dính cái gì tùm lum ta la nè. Gỡ ra. Един трио, истински трио, лозарска ножица. Ага, да колко имаме? Вече е лун, много, а? Цяла турба. Да, и по-чисти. Да. Да. Я държа да си изчиста панталон. Добре, ма.
Hồi nãy giờ là mình với anh sẽ lấy một cái ít đất rừng, tại vì thấy đất khá tốt á, để mang về trồng cây. Đấy, thì trong khi đó là má chồng mình với ba chồng mình đi thu hoạch rau. À, mọi người coi nè, quá trời luôn đây. Quá trời rau luôn nè. Quá đẹp luôn, no, rất là sạch. Đó. Cho nên là bỏ lỡ cái khoảng thời gian đi thu hoạch cái vườn rau rất là sạch, siêu sạch của rừng luôn, của núi rừng luôn á. Cho nên là không có quay cho mọi người xem. Rất chi là tiếc. Đó. Nhưng mà có được một mớ rau nè. Rất chi là vui luôn. Cái này là về có thể làm bánh panita nè. Cái bánh nếu mà ai những người nào mà đã từng sinh sống ở đất nước Bulgaria là chắc chắn sẽ biết về cái loại bánh này, cực kỳ ăn cực kỳ là ngon luôn. Nhưng mà không biết là mọi người đã thử qua bánh panita mà được nấu từ cái lá Skriver này chưa, cực kỳ là thơm luôn. Đó, cực kỳ là ngon luôn, rất chi là giàu chất xơ nè, rồi bổ máu nữa. Trời ơi, cái rau này là cực kỳ bổ máu luôn, ai thiếu máu ăn cực kỳ là tốt luôn. Và những ai mà bị vấn đề về xương khớp á thì có thể sử dụng cái lá này và chè lên trên cái phần mà bị đau khớp á, là cái nó tự giống như là cái lá bỏng vậy cả nhà. Khi mà mình chè lên á là mình sẽ giảm được cái cảm giác đau ở cái vùng mà mình bị đau khớp á. Đấy, mình nói chung là mình chỉ nghe má chồng kể thôi, thì mọi người thì mình cũng chia sẻ cho mọi người như vậy đó. Thì ngồi ra là ngồi làm bánh panita ra thì cái lá này cũng có sử dụng. Đưa cái giỏ này cho anh xã mình bỏ trong xe. Anh Danny. Here. Thì cái lá đó, thì cái lá này cũng có sử dụng để tạo màu. Giống như là ở Việt Nam mình cũng có lá dứa nè, lá cẩm đó, thì cái lá này cũng có sử dụng mục đích tụi giống như là cái những cái lá mà mình đã đề cập trên. Ngoài ra thì cái lá này sử dụng để nấu súp. Đó, nói chung là nhiều lắm, mình muốn nấu gì mình nấu thôi. Thì mình chỉ chia sẻ những cái gọi là famous, cái phổ biến mà mấy chồng mình hay nấu cho mình ăn thử về cái lá này. Mamo, tam doi mamo krasiva. Then rose, sesto rose. Да, ID. Ở đây thì mình thấy nó có một số cái hoa màu hồng hồng, hoa rừng á, rất chi là đẹp luôn. Đây. Đẹp quá. Đây. Rất chi là đẹp luôn. Đây. Wow. Đây. Quá trời luôn. Quá trời luôn kìa. Có cả một anh đang hút mật nữa nè, anh ong nữa. Hút hăng say luôn. Mình quay mà không quan tâm luôn đó. Quá nhiều mật. Đi, let's go. Let's go.